sang đằng trước, sang đằng trước quay cho thế. Mấy chị cái xấu hổ không muốn quay à? Thế con đi đám cưới không? Hôm nay con đi đám cưới không? Đám cưới nhà con mà. Đám cưới nhà con á? À. Nhà con ở đâu? Dẫn bác vào ấy. Đi. Đi dẫn bác vào với. Nhà con là nhà nào? Thế là con là em của cô dâu à? Hả? Chị đi lấy chồng à? Đúng không? Chị thứ mấy? Chị thứ mấy? À, chị xin gái không? Xin à? Đâu dẫn bác vào xem nào. Hôm nay được em bé này dẫn vào một đám cưới của người Mường. Chào bố ạ. À, chú uống cái say. Đây, đây sẽ vào một cái gia đình đám cưới hôm nay. À, nghe ở đây tổ chức một cái đám cưới. À, đây là dân tộc Mường có từ rất lâu đời ở xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đâu nhà con đây à? Nhà này đấy á? À đúng rồi. Thế là con là út à? Chú rể đâu? À cái chú rể người lúc nãy đấy gì? À dẫn đến nhà con xem. Cởi giày đi, cởi giày dẫn bác lên nhà con xem. Ủa nhà đẹp nhỉ? Đi, lên nhà đi. Đấy, có các bà trên nhà này. Thế dạp cưới ở đâu? Ui, nhà đẹp thế. Chào chào các bác. Vâng. Thằng co này bảo dẫn về nhà đang đám cưới. Dẫn bác đi đằng kia chứ. Không vào nhà đó. Còn muốn quay. Không xuống rạp à bác? Có, vừa xuống lên đây tí. Ủa nhà lắm chiêng đấy. Đây là chiêng Mường ấy. Nhà bố thầy mà. À nhà bố thầy. À thảo nào. Thấy nhiều chiêng nhiều. Đâu? Nhà cô á. À. À đây nhà bố thầy thảo nào có nhiều đồ hay thế. Lắm chiêng đấy. Nhà rộng đẹp nhỉ. Đi xuống đám cưới đi. Đi xuống này bác nhá. Đừng quay anh vào nhá. Rồi. Ở dưới này thì ở dưới này là cái gì đấy cò. Bên kia máy sát à, cái gì kia? Nhà máy à? Nhà máy để làm gì? Sát gạo cái gì? Sát gạo cho nhà mình hay sát gạo cho nhà người ta? À, cả nhà mình cũng sát à? Có nhiều người sát gạo đây không? Còn cái nhà ngoài kia là nhà gì nhỉ? Nhà này này, nhà ngoài này này. Đấy. Nhà trâu á, không thấy trâu đâu. Thịt rồi á, thịt đám cưới à? Rồi, đám cưới thịt trâu bỏ không chuồng như này á? Mua. À mua về nhốt vào đây à? Đúng. Tưởng là trâu nhà mình. Và tí xem nào. Trâu nhà mình bán năm xưa hôm qua. Bán rồi à? À thì trâu không nhốt để như này nó chạy mất chứ. Trâu buộc vào cái cột bê tông kia. À. Thế thì đi thì mình lại quay sang bên này đi. Sang giới thiệu cho bác xem một số cái chỗ này thấy là lạ lắm. Đây là cái cây vải. À cây vải thì biết rồi. Đấy cổng này cũng đẹp đấy. Đây. Còn một nhà này nó là nhà gì? Nhà để củi à? Nhà vịt. Nhà để cho vịt á? Nhà vịt. Sao lắm củi thế? Lắm củi để đốt. Sao không thấy con vịt nào nữa? Con vịt người ta thịt hết rồi. À thì để đám cưới đấy. Con gà đi ti này thôi. À thế mình lại sang tiếp bằng này đi. Sang đằng bắc rạp ở bên đám cưới này đi. Đây ở đây cái khung cảnh rất là hay nha các bạn nha.
gần gũi với thiên nhiên. Đây là bếp à? Đây không phải là bếp. Thấy có bếp nấu đây đấy. Bếp nấu trên kia. Còn đây là nhà cho lợn ở đúng không? Đúng. Gọi là nhà cúi à? Cái này gọi là nhà cúi à? Người ta làm chuồng chó rồi. Làm chuồng chó gì á? Chó đang đẻ à? Không. Chó nó nằm đây. Chó là nó sợ rét nên nằm. Liệu nó cắn không? Không. Ừ. Thôi ra đây nó cắn nhà thế. Đây chuồng gà. À, ui nhiều gà thế. Sao giờ này gà đã nằm rồi? Gà người ta không cho nó bị ỉa bệnh. À tức là nhốt vào đây đúng không? Nhốt gà vào đấy đúng không? Đi sang đám cưới đi. Đi trước đi để quay nào. Đi trước đi mọi người đi trước nào. Đấy, từ đây từ đằng sau nhà có một cái đường ra cái chỗ rạp đám cưới. Đi đường rất là sạch sẽ mà thì đường đất thôi nhưng mà đi rất là chắc chắn. Rồi nha, vào đám cưới đi nha, để bác lên quay trên nhà bếp nha. Nha, để bác lên quay nhà bếp xem các bác nấu món gì nhá. Ừ. Có lên xem không? Đi xem chứ. Đi, lên xem đi. Đi lên đi, lên để bác quay cho. Đấy, trên này là ban nhà bếp phục vụ đám cưới. Hôm nay đám cưới một cô gái người dân tộc Mường. Đi, lên đi, lên xem. Chào các bố. Chào nhé. Vâng. Đấy. Ui, lắm nổi lắm xoong thế. Đấy, lên mà xem các bác nấu nào. Có biết nấu không? Bên này là món thịt nướng. Đấy, anh này đẹp trai chứ biết có vợ chưa? Chưa, em mình chưa có vợ. Chưa có vợ, đẹp trai thế. Thế này chắc là cũng sớm có vợ thôi. Đây nướng thịt kiểu mới à? Kiểu mới nhất 2024 luôn. Đúng rồi. Đây thịt được chọc vào cây chuối. Rất là chắc chắn. Người ta lấy chuối người ta đặt. À. Thịt này thì ngon đấy. Nướng chuẩn bị tới bác mọi người nhá. Mắt khén nào rồi luôn. Rồi. Ở đây thì có nhà bếp có luộc dao chưa? Có rồi. Làm tối gì hết mấy chai rồi? Nó khoảng cho máng áng 4-5 lít rồi. Đấy các bé này vào mà giúp các bác đi. Ui, hai lò nướng. Rất là nhiều thịt nướng. Đám cưới người dân tộc Mường trong không khí của ban nhà bếp thì rất là hối hả và rất là vui, tấp nập. Bên này... Chào. À chào bác. Idol đây rồi. Chén nào cho bác. Vâng. Chén nào cho bác. Chưa có hột nào. Sao là thấy cái này dọn ra đây rồi bác? Đang chuẩn bị để làm rửa rau của nhà bếp đấy đúng không? Cái này trồng hốc đấy. Toàn miếng ngon lắm. Cái này là nhà bếp rửa rau đấy. Ui. Đây. Cái này trồng hốc. Ngon đấy nhỉ? Hấp xả. Hấp xả gừng. Đấy, bia. Cả bên anh em, chị em bên kia nấu nướng bên kia kìa. Đâu bác? Có chị nào xinh không? Có, đời. Đời người xinh, không ai xấu. Đâu bác xem, dẫn xem rồi em quay tí cho nào. Cứ quay đi. Quay hết, quay tất cả mọi người ở trong ban nhà bếp. Ui, chết rồi. Đây món gì đấy? Làm nhiều vậy thế. Đây là luộc dao rồi. Thấy vui không cỏ? Thấy vui không? Thế chị đi lấy chồng thấy vui không? Vui chứ. Vui à?
Thế chị đi lấy chồng có tặng chị cái gì không? Không ạ. À không ạ. Chơi đi để bác quay cho. Đấy, cứ đi. Kênh của chú là Người Mường TV2 nhé. Facebook. Dạ, YouTube là cái mà nó nút nó đỏ đỏ, có màu đỏ đỏ không? Con biết rồi. Có mùi, có màu tăng. Còn một nhà chưa này nữa. Đi quay mãi mà không biết lúc nào cho được nút vàng, nút bạc còn chưa được, nút vàng này. Nút đồng còn chưa được ấy. Dưới này là nhà văn hóa đó. Dưới này là nhà văn hóa, nhưng mà người ta chế biến thành nhà bếp. À, làm nhà bếp á? Khiếp nhỉ, nhà văn hóa làm nhà bếp hoành tráng nhỉ. Hết cả một khu này đang rất là tấp nập. Anh chị em nhà bếp đang vào cuộc rất là hăng say. Nhà bếp nhà văn hóa dưới kia gì? Rồi xuống. Đấy, ôi ăn là chuyện bình thường, ăn là rất là tự nhiên. Ui, rán đẹp ngon đấy. Mới cả mới làm men cái món đặc sản đó. Được rồi, cảm ơn đấy. Tí nó quay xong rồi mới làm. Nhưng mà rán cái kiểu gì mà nó lên đầy bọt vậy? Có cái nếp rán mỡ nó hơi khác. À, tức là nhiều mỡ. Đó là bọn em làm mới thối. À, nhiều mỡ. Ai? Bà Thắng ơi, có cho camera men mua chén không? Thôi tí nữa tối. À, mua chén thôi mà. Tối giao lưu. Tối giao lưu. Hả? Nước ngọt á? Ừ, con uống đi. Tí bác uống. Đây có một cái gốc muối và một cái cây chuối rất là cổ thụ. Bên cạnh thì có một cái mộ, chắc là mộ này cũng lâu lắm rồi. Cây dối này chắc là cũng có rất là nhiều năm tuổi. Gốc mối này có lâu chưa quả? Gốc mối này có lâu chưa? Cái gốc mối này này. Gốc mối là... Chắc có lâu rồi đó. Lâu rồi. Thế bên kia là mộ nhà... Bên kia mộ nhà mình hay mộ nhà ai? Bên kia cái mộ nhà ai? Là người ta. Đây gốc mối này là cổ thụ là lâu năm rồi. Bố miệng này hôm nay ở yên đấy. Chưa chén nào sao thì ở yên đấy. Hôm nay làm chén nào chưa? Idol của mình đó nè. Idol của mình chưa? Idol bố miệng. Idol của mình em á. Món thịt nướng thì không đâu ngon bằng món thịt nướng trong đám cưới của người Mường, nóng hổi ăn luôn. Hiện giờ thì nhà bếp đã nấu xong gần xong tất cả các món và chỉ chờ khách đến thôi. Quyền của chúng ta là chúng ta đi.
Đây là gà đặc sản của Bình Hẻm đấy. Gà này ăn rất là ngon. Gà này chưa hề lai vào gà công nghiệp một tí nào. Ui, ăn vào cháo rồi. Ăn vào cháo cái gì đấy? Mùi cháo. Rồi bắt đầu rồi. Nhà bếp bắt đầu chiến đấu rượu rồi. Caramel về tối. Đấy, làm bếp thì rất là vui vẻ. Được mấy chén? Cô nhà bếp này được mấy chén? Đây như kiểu hai chị em ấy nhỉ? Giống nhau đấy, phải giống nhau đấy. Vâng, chị em ạ. Làm tiếp chén nó đi. Là làm tiếp chén nó đi. Tiếp, tiếp chén nữa. Đấy. Rô nào ủi. Quá vui. Đấy nhà bếp uống rượu này cơ mà. Cái này là bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc dân tộc Mường ấy. Quá tuyệt vời. Món ăn thì đang nóng hổi, rượu thì ngon nữa. Hết chưa, hết chưa? Rồi, trả đây. Rồi, đây, đây, trả đến rồi. Này các bà say rồi, không biết gì nữa. Sao lại không biết? Nhưng mà chưa ông báo chèn có làm gì. Trời ơi, các bà làm em thì có món nem này là vui nhất thôi. Món nào vui lắm, bên này vừa làm vừa uống. Bên này cũng uống. Chết bên nào, xin một cảnh nào. Từ sáng chưa hạt nào. Ôi cả bên bà ăn thua là đi qua giáo chân tam ngọt cả nước ngọt đi qua giáo chân tam ngọt tươi đó. Đấy. Này, vô phát nào. Vô. Nhà bếp rất là vui nha các bác nhá. Nhà bếp vừa được thưởng thức những cái món ăn tươi ngon, nóng hổi, vừa được uống rượu ngon. Đấy, làm nhà bếp trong đám cưới ở đây thì rất là vui. Người ta uống rượu vậy thôi, mình cảm giác như kiểu người ta thèm cái điều thực ra không phải thèm, chẳng qua người ta vui người ta uống thôi. Chứ không phải là những người nghiện rượu đâu, người ta vui người ta uống, trong đám cưới người ta vui thôi. Đấy, còn cả món lá đu đủ với này khế. Món gì đây? Thế với lá đu đủ à? Bên này chưa thấy có rượu. Bên này chưa thấy có rượu. Đang đi đâu con? Cái lò bát rượu đang tụi nha. Thái ơi, cái lò rất nhiều nhóm nhưng mà nhóm này là giữ bình tĩnh nhất. Nhóm này giữ bình tĩnh chưa động đã động tí nào. Người Mường đang muốn lấy vợ về thái đấy. Buổi chiều chưa có gì, cứ từ từ đã. Tối mới làm tí. Nhóm này thì từ từ đã. Mọi người đi xuống đằng kia đi, đây mình đi. Ui, sao đi dốc thế? Đây này, chỗ này bạn đi sao được? Đây này.
Ôi giời, dốc quá. Đây mọi người ra đằng cổng này này. Mọi người ra đằng cổng này. Đấy. Đấy, đi ra đằng cổng ấy. Đấy. Này có món gì ngon không? Món nộm. Món nộm mà. Món nộm ngon nhất à? Nộm ngon nhất. Con thích nhất món gì? Món nộm với thịt trâu. À. Đi ra cổng kia đi. Ra cổng. Đi ra cổng. Sao? Người ta ngủ ở đây luôn. Ngày hôm qua người ta ngủ ở đây á? Người rạp ấy. À, cái người làm rạp cái gì? Người ba con canh không có ai vào à. Trộm. Thế có ai trộm không? Không. Không ai trộm á? Rồi chiếu ướt hết luôn. Nó mưa à? Đúng. Hôm qua mưa à? Mưa. Đâu? Cô dâu đâu? Đây. Thế là đấy là chị gái của con à? Không. Chị bá của con mẹ con. À. Lúc nào khát muốn uống dừa rồi lấy quả dừa uống thôi. Đâu nhiều không? Cây dừa trên này á? Đúng. Cây dừa nhà mình à? Đúng. À. Có nhiều cây câu cây dừa thế nhỉ? Đi sang đằng nhà bếp. Cả mía luôn. Cả mía. Sang đằng nhà bếp bên nhà văn hóa đi. Xem đấy có gì. Ở đây mặc dù là chỗ miền núi thôi nhưng mà đường xá đi lại cũng đã được đổ bê tông và cái không gian ở đây cũng rất là thoáng và thuận tiện. Đây, bên này nhà bếp nhà văn hóa đây à? Đúng. Rồi xem bên này có gì. Đây là món gì đây? Ui, món thịt nướng. Cái này phải bỏ tay ra bóp nó mới ngọt. Cho vào tay vào nó không ngọt rồi bỏ tay ra. Nhà bếp nhiều cái này mà chưa thấy khách đâu nhỉ? Khách hôm qua không đông mấy đâu. À, hôm qua không đông mà, thế hôm nay có đông không? Liệu có đông không? Rồi, được rồi. Đi vào đằng các chị đồ xôi này xem nào. Đây là hai cái nồi đồ xôi. Đấy. Giờ xôi lắm. Đây. Đây lại nhắm rồi. Lại bắt đầu nhắm rồi. Món gì đây mà ngon đấy nhỉ? À đây là món nộm. Món nộm. Đây, quạt đi. Đấy, đúng bài đấy. Đồ cơm nếp là phải quạt như này. Cơm nếp rất là dẻo, rất là thơm. Cơm nếp nương của mình đấy. Ngoài kia còn hai nồi nữa. Ngày xưa đồ xôi rất là vất vả, bây giờ đồ xôi thì có cái nồi như này thì... À đây là thịt hấp, không phải là cơm, không phải xôi, đây là thịt hấp.
sắp thịt sôi thì bên kia. Bên này là đồ sôi, còn bên kia là hấp thịt. Toàn món ngon này các bạn. Đám cưới mà toàn món ngon quá. Ui, kết lét lét đó. Ngọt mặt lên có lần. Cái này núi cơm. Quảng cáo cơm sôi hay thế. Đây con quả thôi bà cả người này. Uống nước cái này uống nước kiểu mới này. Cái chị này uống nước cũng chịu được cười, cũng chịu được cười. Đấy. Cái chị này thì can đảm hơn, chị này can đảm hơn này, dám thể hiện. Hết ca đấy chị ơi, 100% luôn. Chị này can đảm dám vào ống kính. Cười chảy nước mắt rồi. Sạc đấy, sạc đấy, sạc. Ở trong cái khu nhà bếp này rất là vui. Vui lắm. Đám cưới nó phải vui như này các bạn ạ. Đám cưới mà chỉ nhằm nhằm để mà chọn chỗ lên để thu tiền nữa thì nó không vui. Đám cưới dân tộc Mường thì thường có rất là nhiều trẻ con. Nhà ai có trẻ con trong anh em họ hàng cũng đều đến hết cả. Đây là nhà văn hóa nha các bác nhà. Đây là nhà văn hả? Chuối đâu? À, chuối thì biết rồi. Đây là nhà văn hóa, còn nhà cô dâu thì ở bên kia, đằng sau cái dạp cưới kìa. Không gian ở đây thì rất là thoáng đãng. Vừa đi qua hai nhà thì thấy nhà nào cũng có rất là nhiều củi để dự phòng. Nhà trên này cũng rất nhiều củi. Đây là nhà ai của? Lúc nãy mình đi sang đây cũng xuống được cái chứ. Đấy, ô tô vào đến tận nơi. Trên này có một ngôi nhà và đang có một bà chị đang cột cái con trâu vào đấy. Ở đây khung cảnh nó giống một cái ở vùng cao ở miền Tây Bắc, nhưng mà thực sự đây nó không phải là vùng cao lắm, nó chỉ là vùng miền núi thôi. Làm kiểu gì mà tí nó nổ máy đấy hả? Lúc nãy làm kiểu gì mà tí nó nổ máy vậy? Hôm nay đạp ở chỗ nào đấy? Hôm nay đạp ở chỗ nào mà nó kêu đấy? Ui, nó nổ máy đấy. Sao lại nó đạp vào đây nó lại kêu rồi đấy? Bởi vì đó là phanh hơi. À, không phải nó nổ máy à? Thế có biết lái không? Lái được không? Nhưng mà không có chìa khóa. À, thế đạp vào đấy xem nó kêu kiểu gì? Đâu, làm mạnh như nào? À, không phải nó nổ máy. Mà là hơi thôi. Xe này xe nhà mình à? Không. Xe nhà ai? Có vẻ hợp làm lái xe đấy. Dạ, đứa cậu lăng. Đạp vào.
À, đạp cái đấy nó hết hơi đấy nhá. Đạp xem nó kêu kiểu nào. À, rồi hoành tráng nhỉ. Xem này hoành tráng ấy. Có phanh hơi rồi tế cơ. Đây là cái khung cảnh bên ngoài của rạp đám cưới. Ở đây hầu như người ta cái đường hẹp nên người ta chỉ đến mang xe máy đến. Cũng có ô tô nhưng mà ô tô sẽ phải để bên ngoài. Vào trong này ít để người ta không mang vào. Người ta tận dụng cái gầm sàn của nhà văn hóa xóm để làm cái chỗ chế biến món ăn nấu nướng. Hiện tại mới khoảng tầm gần 4 giờ chiều thôi mà nhà bếp đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chỉ đợi khách đến. Khách đến để đón tiếp thôi. Buổi chiều hôm nay theo như quan sát ở trên rạp cưới này thì có khoảng tầm 30 mâm hoặc 40 mâm gì đấy. Chắc là phải ăn thành 2 lượt. Trong đám cưới dân tộc Mường thì cũng có những cái món ăn cơ bản. Ví dụ như nước ngọt, rượu, xôi, thịt gà, giò. Hôm nay tại đây thì thấy có quýt này. Quýt tráng miệng và nước ngọt. Đây là chai rượu. Xôi. Xôi sang đây là món nộm. Và như lúc nãy nhìn thấy đây, đây là cái thịt nướng được nướng cái bò rất là to ở trên nhà bếp. Đây là nem rán. Nem rán hầu như là các đám cưới khác ở nơi khác thì người ta ít sử dụng, nhưng mà riêng ở xóm này thì nem rán gần như là truyền thống, là trong đám cưới là hay con nem rán. Còn đây là thịt trâu luộc và đây là tôm. Tôm, gà, giò. Nói chung là những cái món ăn này cũng thông dụng như cái đám cưới bình thường khác thôi. Tuy nhiên có cái đặc điểm ở đám cưới người Mường thì hầu như là đều thịt bò hoặc thịt trâu hết. Hiện tại thì tạm dừng đây một tí để mình bay flycam để xem cái xóm này nó ở cái địa hình như thế nào nhé các bạn nha. Sẽ cho máy bay lên cao để xem xóm này nó ở cái khu vực nào. Dưới